Ok, hai xin chào bạn đã quay trở lại với channel của mình là Hành Trung Yumi đây. Và hôm nay sát thủ mặt khỉ đã quay trở lại với anh em rồi. Hôm nay sát thủ mặt khỉ sẽ là một phi vụ trọng đại nha. Anh em biết tổng thống Donald Trump vừa đến đâu rồi đó. Đó, mấy nay Donald Trump về đến mà mình chưa kịp tiếp đón. Hôm nay sát thủ mặt khỉ sẽ đi hai nha. Đó, sát thủ mặt khỉ được trang bị tận găng hết. Kiếm gì? Cái sniper mà có giảm thanh đâu, độ súng rồi được không ta? Súng là mình độ được không? Chúng ta sẽ có một cái, hoặc là dùng lục giảm thanh nha. Đó, chúng ta sẽ dùng lục giảm thanh đi. Các thủ chúng ta hôm nay các bạn đọc chủ đề biết rồi, chúng ta sẽ nay làm mình chơi lớn một bữa nha. Chẳng lẽ suốt đời về chơi nhỏ sao? Hôm nay chúng ta sẽ chơi lớn một bữa. Lên đây đây, đi Ducati luôn. Hôm nay chúng ta sẽ hốt luôn tổng thống luôn mà ngán đéo gì, chơi lớn mà. Hôm nay làm một phi vụ mình để đời luôn, tiền tỷ, phi vụ ngàn tỷ mà. Đó, ok. Ủa, đây tới rồi. Đây là chỗ tổng thống sẽ là họp hội nghị hôm nay nha. Chúng ta hãy đi xem coi có cái gì ở đây nào. Đầu tiên là có một đội squad túc trực sẵn ở bên ngoài nè. Có một thằng bị say nắng xỉu rồi. Đội squad, xe đặc chủng cái kiểu ba thằng bên đây. Ủa, năm thằng. Trời ơi, có một thằng cảnh sát trọng nói chuyện với người dân nữa, rất là nhiều cảnh sát luôn. Đây cũng có thằng SWAT canh nhà vệ sinh nữa. Nó phải xem địa hình địa thế trước khi ra tay nha. Này bãi dưới xe thôi. Dạ, lỡ đụng trúng cái lầm ghê vậy. Bên trái chúng ta là quân đội luôn bạn ơi, có sự hiện diện của cả quân đội. Bốn năm thằng bên đây toàn là xe giữ 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 không à, sao mấy thằng luôn chứ. Đây là xe của quân đội nè, toàn là xe xịn không kìa, có kìa, trời, BMW không à, BMW mà loại mẹ thể thao luôn á. Ở đây có thêm ba thằng giữ xe nữa, limousine của tổng thống kìa, thêm mấy chiếc G63 nữa. Rồi mình sẽ đậu xe vào, mình đậu xe một chỗ nào, tí nữa mình giết người xong, giết mình khử tổng thống xong rồi mình có thể chạy được. Mình sẽ tìm chỗ đậu thôi. Cho em dịch qua cái đó. Đội nón như sát thủ mặt khỉ mà đội nón đó. Mình sẽ giấu xe đây. Đó, khi có biến chúng ta chỉ cần chạy ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ đột nhập vô. Mình chưa cho bạn giờ đi cửa chính vô chứ. Mẹ cái xe này nó còn kêu nữa, nãy giờ nó tiếng luôn đó, đúng 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 ngay luôn đó. Là tổng thống của chúng ta đang ở phía kia kìa, xe xịn đâu rồi. Ơi ơi ơi, xe con kìa mẹ, động cơ vậy nó ngược mình chắc mình chết quá. Đây có một ông kiểu như đang tự sướng cho ông quản lý kiểu sao chiếc limo đậu mé chiếc limo là anh ghê vậy. Lại cảnh sát trao đổi các thứ. Ôi bên trái này nó để con nó cho vô không? Qua được. Đó, để mình ra mình đứng hội nghị coi. Đó, ơi lắc quá, không biết sao nhưng mà lắc quá. Chết rồi, có một cái màn hình tivi nữa. Đó. Tổng thống ta đang đứng ở cái cục vàng vàng đó. Tổng thống này mày nhìn mặt lạ quá, không biết ông nào luôn, chắc ông Trump rồi đó. Mấy người ngồi ghế đen này chụp hình tự sướng các thứ. Có mấy ông nhún nhảy nhưng mà tổng thống đéo nói gì vậy, nhún nhảy. Ở trên có cả sniper của tổng thống luôn kìa, có cả máy bay trực thăng, rất là ghê. Sẽ vòng qua sau. Hồi được quân đội nghiêm ngặt, quá nghiêm ngặt các bạn ơi. Mình sẽ đột nhập từ chỗ này vào.
Just do it. Đó. Có rất là nhiều đặc vụ. Có cả squad mang súng tỉa trên đây để quan sát. Quá nghiêm ngặt các bạn ơi. Nội bắt xích, ngoại bắt nhập luôn á. Nhưng mà sát thủ bất khí của mình vô được. Liệu mình bắn tụi nó có nghe tiếng không ta? Không nghe, không nghe, không nghe. Sát thủ mặt khỉ đang bắn tỉa mấy người sniper chứ. Để con cầm súng gì. Đấy, có một vài hàng chạy. Tụi cảnh sát có nghi ngờ không ta? Giọng tụi đó sẽ không biết. Lính bắn tỉa ra bị hạ. Sát thủ mặt khỉ đúng là dân chuyên nghiệp. Có hàng quân đội ơi, quân đội đây đông quá. Bên đây, bên cánh này đã bị thử. Bình tĩnh khẽ thôi, khẽ thôi. Gì vậy, gì vậy? Có nào thấy gì rồi? Có một vài thằng thấy rồi. Một vài thằng thấy thằng này ngã xuống rồi. Nó bắt đầu di chuyển rồi. Thôi nhưng mà tụi này vẫn ở dưới đây vẫn nói chuyện. Mình đã hạ xong sniper rồi. Hạ xong sniper rồi. Nó có hàng lên đây. Nó có hàng lên đây. Đấy. Sao mình móc xuống cái đó biết. Tụi này mày chuyên nghiệp hơn cả sát thủ nữa hả? Bị điên rồi, tụi nó bị điên rồi, tụi nó sẽ không biết mình. Và bây giờ mình chỉ còn trà trộn vào đám đông, tung ra một phát chí mạng, hạ gục tổng thống sau lượng thôi. Sniper đã bị hạ rồi, mình không thể bắn từ trên cao xuống trúng tổng thống được. Thì tổng thống còn một cái mái che phía sau anh em thấy không? Mình chỉ có cách là trà trộn vô đây thôi. Cho qua, cho qua, cho qua. Ê, đừng có uốn nhau, đừng có uốn nhau. Ê, chết mẹ lộ ơi. Nhanh thôi, nhanh thôi, uốn nhanh thôi. À, uốn lộ ơi. Nhanh thôi, nhanh thôi. Chớ đặc vụ kìa, chạy 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 chạy. Run 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 run. Đó. Hỗn loạn quá, hỗn loạn quá. Chết mẹ cái con khỉ rồi. Hỗn loạn quá, đéo biết gì hết, đéo biết gì hết. Cướp xe luôn. Ê, tụi nó nhận ra rồi. Nhưng mà em đã chua được rồi. Bắn nhau quá loạn, tụi nó không biết thằng nào là người sát thủ đâu. À, cướp xe tụi nó luôn má. Cái kết thật là đắng. Mấy đặc vụ món súng ra chơi mình liền luôn, mình quất tổng thống rồi. Tụi nó mới từ tỏ ra chỉ tìm kìa. Dễ tụi nó làm gì vậy? Ê có thằng có... Ê mấy thằng mặc vụ. Mấy thằng mặc vụ nó thấy mình. Nó thấy hết rồi. Má tụi này sao nó thấy hay vậy? Mẹ thôi, à, à, à. Come on baby, let's go. Yo. Sát thủ mặt khỉ gớt mẹ cái mặt khỉ cái hoài luôn. Sợ thật, bị thằng nào đấm mày gớt mặt khỉ chứ mà. Đậu mé, khốn nạn đó đó. Chưa hỏi tội đó nữa. Ây da, á, à, đậu mé. Nhứng đầu cây. Sát thủ mặt khỉ mẹ khổ vãi luôn á, đậu mé ám sát xong tổng thống. Bây giờ chạy như con quýnh vậy á. Nghe ám sát ai cũng được nhưng mà ám sát tổng thống hơi bị mệt nha. Đồ nghe
đúng bảo vệ đúng nghiêm ngặt luôn anh em thấy không? Nãy mình mà không bắn mấy sniper á, mấy sniper nó bắn mình mẹ te đầu rồi. Mình lên xem như thế nào rồi. Cái này nhìn đã thiệt luôn á. Nhìn mẹ đúng cơ bắp luôn. Con vẫn còn nhớ mặt mình. Tụi nó vẫn còn nhớ mặt mình. Ấy. Tụi này vẫn để xác minh thẩm phóng chết rồi, mình phải lại kiểm chứng. Tụi này vẫn ngồi ghế không đâu. Tổng thống chính thức đã bị diệt. Mỗi một viên đạn vào vào lỗ mũi. Thấy không? Ngoài vậy, quân đội à. Mày hả? Hiếp sọ. Squad. Cảnh sát. Bắn ngay nguy hiểm mày luôn à. Sáng cũng chết luôn. Thằng giữ xe. Thôi, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây ai á. À, té. Đầu đi, sao mà lời. Tụi nó xuất hiện đông quá. Té lẹ ơi. Thầy ơi. Xe bóp dái vậy. Tụi nó, thôi. Nhanh. Mở đường chạy thôi, tụi nó xuất hiện đông quá. Dạ, còn té nữa chứ. Tụi nó tới kìa. Chú anh ơi. Chết cha rồi, xe đâu? Xe đậu đây mất tiêu luôn rồi. Thôi em đậu hú. Có anh mấy thấy mặt em mà em đậu hú. À, tụi nó thấy mặt mình rồi, mình phải đậu hũ thôi. Nghe bị ông già, ông mẹ ông quơ, bay cái mặt khỉ đi, mẹ sát khủ hôm nay, mẹ đúng tội lỗi luôn á. Lần đầu tiên mẹ làm cái vụ lớn này, kiểu này mẹ ai mà tin tưởng nữa. Thôi, nhưng mà nói chung là hạ sát được mục tiêu là ok rồi. Sát khủ hit trong GTA, ủa trong Gang Cành Bon anh em có coi không? Đúng bá đạo luôn. Rồi đánh lại kia bằng đó. Thằng đầu chọc. Ok và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Sát thủ mặt khỉ sẽ làm một pha combo trước khi combo ba hàng trước khi rời khỏi video này. Sát thủ mặt khỉ đã tuyên bố bạn sát thủ mặt khỉ đã trở lại và mẹ bắt ăn hại luôn. Ờ, bắn hụt kìa. Hụt kìa. Nè, bắn ba nhát ra khói nè, nhìn nào. Khói không? Khói súng á. Nè, cái này bắn dữ nè. Đạn gớt kìa. Cái súng slow sạch bắn nè. Sáu nòng bắn như thế nào đây? Rồi sáu nòng bắn nữa kìa. Đạn ghê kìa. Võ đạn ghê thấy ham luôn chứ. Ấy.
Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh nha. Các bạn nếu muốn ủng hộ thì có thể click vào quảng cáo để giúp mình có thêm một khoản tiền to lớn luôn. Bye mọi người.